Hello, chào cả nhà nha. Khang, nay cuối tuần quá anh em đi dân lưới với đi câu. Hello bà xã. Đang làm mấy cần câu để câu chơi. Hôm nay đi dân lưới có đem theo mấy bộ câu câu luôn. Anh Ba đang thả lưới. Cũng hôm nay cũng câu ngay cầu Đồng Nai luôn, cầu Quá An Đồng Nai. Mày ta chép ký mấy rồi? Chép trong thùng này ký mấy luôn kìa. Đây cũng có mấy cần thủ câu chứ. Dính con cá chép chào á luôn, cá chép chào á luôn mọi người, mới câu dính nè, đã vậy ta. Khang nó tính câu lưỡi này nè các bạn. Đâu có mập mấy các bạn. Lưỡi này nhỏ nhất luôn thế giới luôn. Con cá hô. Con cá sấu. Trời, lưỡi bự đâu nhiều như vậy. Lưỡi này lưỡi vừa vừa nè, này quá trời quá đó. Lưỡi ở đâu mà biển à? Còn cái dồ, cái dồ mười mấy ký lưỡi đó. Ba đang thẳng lưới, thả lưới bao cái cống này tiếp tục cả nhà ơi. Ngày hôm qua ông anh ông dân ở đây nè, dính ghẹ rồi dính cua biển nữa. Dính được 4 con cua biển. Hôm nay không biết kiếm được con nào không? Bây giờ mình làm mồi thả mấy cần câu rồi quay tiếp cho cả nhà xem. Anh em đang làm mồi, mới chọn cám xong. Câu hỏi nè, câu quăng xong rồi cả nhà ơi. Dính cá rồi cả nhà ơi, con đầu tiên. Hai con rồi. Ai dính rồi, dính lưới rồi. Ừ. Cái này cái gì vậy? Đâu có biết. Cái gì? Cái gì hôm nay lạ quá vậy trời. Chào cả nhà, câu dính con đầu tiên nha. Còn cái gì không biết luôn nha. Còn con cái gì mà nó có đâu. Cái à. Vậy đó. Dân lưới thăm thăm lại được con sửa lưới lại. Ta này chưa thăm đúng không? Thì đó sửa ta lưới lại đó. Chừng nào thăm kêu quay nha. Rồi
Rồi rồi, cả nhà ơi, thả được 4 cần câu rồi. Nãy bà xã dính được con. Không biết cá gì luôn. Chờ đợi cá cắn câu thôi. Cái cục này họ nó dục nắm dục luôn nè. Cá này không, cá là bự à. Cá bự các bạn, cá rô phi các bạn ơi. Lên luôn. Lên luôn. Ôi, cái phi bự luôn. Mày có bấm quay không mày? Quay nè. Bấm quay nha. Có bấm quay đâu. Trời ơi, bự. Sao? Quá đã, quá đã. Ừ, đụng nó cầm xuống dưới là gớt luôn nè. Ừ. Cá ngang, cả nhà. Rồi, xích lên đây đi. Nó mạnh lắm. Bự anh em ơi, tới 1 ký một lạng lận, kêu 1 ký mốt một lạng người ta mới tin. Này cá dính kết, trời dính cá cái nó nạ, này con cá đã luôn á, giờ làm con cá, làm cá không khó luôn, dính cá, bỏ luôn rồi bắt. Lên con cá chép mọi người. Cá bự á, hàng chi. Ồ, con cá bự quá trời luôn rồi. À, nã. Chết vàng luôn á. Cá chép vàng. Ba người mình nuôi lấy cái nhỏ luôn rồi. Với một chùm lưỡi đâu. Quăng câu thôi, quăng câu thôi cả nhà ơi. Mới đi coi cá, những cá chép bự bành kia luôn. Trời. Đây là dính mấy cái chép rồi đó. Ba con rồi đó. Nó dính không à? Mày đi ra rồi để nó móc rồi đi xuống dưới chung á. Giờ hai anh em thăm lưới cả nhà ơi. Nãy giờ cũng lâu rồi. Cho anh Khang để câu đi. Qua anh Hậu Văn múc sát mé mới dính dẹ dính cua. Dính con cả nhà ơi. Con cũng nhỏ. Dễ luôn. Này thăm sớm cũng được. Nãy giờ lâu.
lội qua luôn cả nhà. Nay ta lưới này dính mấy con cả nhà. Lưới này thăm có con mà qua thăm lưới kia thử coi. Tiếp tục chỗ cũ cả nhà ơi. Bên này sâu chắc không lội theo được rồi. Tay lưới này chốt quất rồi cả nhà ơi, còn dính con gì á, nước còn đầy quá không dính cá. Dính cá rồi mọi người ơi, đó cá trắng. Nó phi cái gì á, phi đó, dính con rồi, cá phi dính móc tùm lum chưa, đuôi kỳ dính được con nữa cả nhà ơi, đã ba anh kia mới xảy con rồi. Nắm lưới cả nhà ơi. Biết bơi không, thăm lưới đi trời. Lọt không, lọt không? À dính được con. Gỡ biết gỡ không vậy, cá bành kia luôn. Trang đây gỡ nè. Trang ơi gỡ cá. Vô lên coi, vô lên coi. Cá bự chụp má luôn. Anh đập lưới rồi. Giờ chứ hắn quay đi. Em đâu có biết gỡ. Nè cầm máy đi. Mày hả cá? Ít quá đi thôi. Thằng nó dính con cá bự lên nó lại lấy cái gặp. Dính mấy lỗ rồi. Ừ anh làm hơn con cá không còn ăn đi anh. Quần kiếm cái đuôi của nó mà nó trốn rồi. Đây là một em cá bự đập bả luôn bà con ơi. Mọi người ơi, con cá này sung sướng rồi mọi người ơi. Mấy lỗ lưới. Anh cứ chắc con cá đó.
Đây. Vô gọng ơi. Kiếm con nữa cả nhà ơi. Kiếm vô rồi. Không dính nữa cả nhà ơi, được con. Bên kia cá chậm ăn quá, hai anh em dời qua đây hai cần cả nhà ơi. Dời qua cũng gần chỗ nãy. Đó, cũng sát bên cầu nãy, cầu bên cái cầu đó đó. Bên kia còn câu hai cần, giờ ở đây hai cần chờ đợi cá cắn câu thôi, còn theo dõi nha cả nhà. Ủa vậy là nãy lẽ con bấm quay sao không? Không có, nãy em chưa tắt rồi. Đó. Cả nhà mới dính con, cả nhà mới giờ câu qua nay dính được con cá à... Không biết con cá này cá gì mà nó đang thui à. Ném sảy cả nhà, quát cái lưỡi luôn à. Cắn bỏ luôn. Hốt cái nấm đó. Sao lụng có ba ngốc quấn chứ gì. Ở gần nè, tao láo con này đó. Cũng nghe. Chưa cả nhà ơi, đói rồi nên mấy anh em làm đồ ăn để ăn. Bà xã hái mới rau nè, còn ăn cá thả ở đây giờ nấu mì ăn. Trời ơi, đủ đồ luôn, muối ngọt đầy đủ, đồ gì nữa trời. Này hơi đi cắm trại nữa. Đói bụng ăn mì luôn nè anh. Được rồi. Nào với mấy anh em chơi. Chơi chơi vui. Cái này mà xách cái lo nữa rồi đủ bộ luôn, không còn sót cái gì nữa. Mẹ hồi sáng thì mày vợ mày nhậu không được thì thả nhà đi, đủ mẹ cá chín bỏ ra nha. Vợ tao nhậu cái anh kia bỏ nhà đi. Có hôm qua có nhậu thì mình còn tính được, nay nó đâu nhậu đâu mà tính. Sa mạc nào mà không có cát đủ mẹ, cuộc nhậu nào mà không có lời ca tiếng hát thì chết chui phải không? Này mà để cái lo cái nữa là quậy luôn, tưng bừng luôn. Biết đâu rót rồi luôn. Vậy. Nước câu câu cũng còn câu ngoài đó, lưới cũng thằng thả ngoài đó. Cái chơi còn bành bành không sao vậy? Thấy nó thấy nào quần? Đừng có đẩy vô đây nữa. Không gần nè. Bỏ ốc vô đó luôn hả? Ăn ốc thì ăn, bỏ ra ngoài ăn đi. Dục cái kiếm nổi luôn. Má mày nói hồi tao chửi rồi luôn. Cái đắp có ba con thò tay nó hút cho cá nùi vô ốc chết trong diện lựa ra. Mà ốc sao để nguyên con ở đó trời. Lấy cái ruột thôi. Làng á thì bắt ba con hai con bỏ vô cái ốp bụng đùi. Hết ăn được luôn rồi. Cẩn thận dễ đẫm. Mày lấm đi. Trong đó có ốc chết á. Nói sao rửa nó rồi, vậy chứ hốt không mà. Hốt không rồi không có được. À, ngồi xuống đây. Nè. Ủa mày vô rồi. Nắp theo nha. Nắp có nè. Nắp người thấm ngồi lên kìa. Ngồi trời ơi trời. Giữ thiệt mớp nắp của bả luôn. Ủa má thiệt là không ngờ luôn á. Em gái tôi ngồi mớp cái nắp con vòng. Mày coi coi. Mớp. Tao nói khi nào anh mày nói mà có da. Bỏ xe cắn á. Cái xe nãy đóng. Nồi chạy hả? Phải nồi bả hả? Phải nồi bả là gì? Chín rồi cả nhà ơi. Mà cả nhà ăn mì luôn. Mì cá. Nhỏ này tướng nó bự không ăn nồi không nè. Lấy cây quay á, cây quay đâu? Dựng đây nè. Bỏ lần kia rồi. Mình cá cả nhà ơi. Cá mình câu sáng giờ, giờ mình thưởng thức nha. Cá mình ăn mì nè mới bỏ. Ngon quá. Khi 35 ngàn mới mua chát á.
Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Wow, cá phi nè. Cá câu với dân lưới. Con cá này nhỏ nhỏ cho dân lưới không á? Ừ, cá nhìn câu có bự không? Câu mấy con cá bự hơn. Ta nói cây nhà lá dưỡng này cá sông rau sông không á. Không có nào dưỡng đâu. Không có nào. Còn hôm qua là chưa lấy tao nhắn tin. Đó, nổ nữa kìa. Nổ cái văn cái ruột ra. Chưa. Đang đi kiếm cái ruột. Chẳng đâu được. Nóc này nó cái gai răng ra ruột nó bớt. Văn lưới bắt được thao ốc luôn cả nhà. Đi thao luôn. Chạy vô đây. Ai? Nghe cầu quá ăn luôn. Mày nghĩ nào? Tao phải chụp tao coi cho thằng trăm pin nó mới chịu tin. Tao quạo mà tao nó lộn rồi. Cái gì? Cuốn câu về cả nhà ơi. Chiều nãy giờ câu không dính vậy. Giờ cũng chiều rồi. Thấm đặng hả? Chiều nay câu hết dính rồi cả nhà ơi, cũng giờ cũng lưới về thôi. Ốc mà chưa bắt nè cả nhà ơi. Mà cả nhà ăn ốc. Cả nhà ăn ốc cả nhà ơi. Ốc gạo luôn. Ốc đâu phóng tin nè các bạn. Ốc đâu phóng tin các bạn. Chết hết mớ rồi, lúa hết mớ lựa ra còn nhiêu các bạn. Còn cá thì chưa lưới được cá chép đang chân tương bên bển. Lát nữa có mồi. Rồi, cả nhà ơi, con cá chép rồi, chiều dân lưới dân chân tương rồi cả nhà ơi. Đây. Một dĩa chân tương rất là ngon luôn, sẵn đã làm rồi. Rồi. Vậy ok. Rồi, ăn cơm luôn cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cơm luôn. Con dĩa cá. Con dĩa cá mà thứ ba là cơm luôn á, mấy chiều à. Rồi, mấy anh em chiều luôn nào, mấy anh em giờ gom lại ăn cơm luôn. Nhà. Thấm hú xuống cơm luôn nè. Cái này là ba hú chứ không phải là thấm hú. Cơm nè. Rồi. Đi chạy vô. Bỏ vô cái đi. Mình chân tương một con cá cá chép với một con cá ép. Cá ép câu. Cá ép là cá đen đen kìa đó. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn. Rồi buổi sáng mình đến đây cũng xin kết thúc luôn các bạn. Chào cả nhà đi. Rồi chào cả nhà luôn.